Tại Đà Nẵng, Cục Quân y Tổng cục Hậu cần đã tổ chức khai mạc tập huấn công tác giám sát và kiểm tra an toàn thực phẩm. Tham gia lớp tập huấn có 70 học viên là chủ nhiệm quân y, bệnh xá trưởng, cán bộ chuyên trách các đơn vị trong toàn quân đứng chân phía Nam địa bàn Đà Nẵng. Trong thời gian 3 ngày, lớp tập huấn sẽ cung cấp bồi dưỡng các nội dung như quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm lây qua đường ăn uống, một số nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm và biện pháp phòng chống. Ngoài ra, chương trình tập huấn còn tổ chức cho các học viên thực hành kiểm tra nhanh các chỉ tiêu vi sinh, nhiễm độc trong thực phẩm. Lớp tập huấn là dịp để các học viên giao lưu học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng trong công tác giám sát, kiểm tra an toàn thực phẩm nói riêng, từ đó vận dụng hiệu quả vào thực tế công tác tại đơn vị.